Hello, how's it going today? As for me, everything's okay. Thank you. Hello, chào các bạn. Bữa nay ra làm sao rồi? Hải Âu thì mọi sự ổn. Cảm ơn. Hôm nay chúng ta có buổi luyện âm nha. Rồi trong buổi luyện âm này chúng ta đưa ra năm cái bộ từ. Mục đích là để chúng ta mài gươm cho nó sắc hơn chút xíu nha. Để phát âm những cái ký tự phiên âm IPA đó một cách cho nó chính xác. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Cái bộ đầu tiên là peel, spill, before. Đó. Thì là trong ba cái chữ này đó thì chúng ta thấy là peel là có nghĩa là viên, ví dụ như một viên thuốc hay gì đó, đó nó gọi là peel. Là I take a peel. Take a peel là mình uống một viên thuốc đó. Còn spill, spill nó là đổ tràn này nha, nó tràn đầy đó. spill. Còn cái chữ perform, perform có nghĩa là trình diễn nha. Đó. Thì ba cái chữ này đó trong đó nó đều có cái âm pa pa, đúng chưa? Ở đây là chúng ta coi không phải là để so sánh những cái, cái 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 chữ này. Phát âm thì nó khác nhau hết nhưng mà chúng ta tập trung vô là cái âm pa ở trong ba chữ này thì nó phát âm ra làm sao? Trong cái chữ PEEL thì chúng ta thấy dòm vô phiên âm xanh xanh ở dưới đó nó cũng là p đúng chưa? Đồ mới y ngắn đồ mới đến âm l nó đọc là PEEL peel. nhưng mà cái âm p đó đó nó thổi ra nha đó âm p đó nếu mà trong một chữ chỉ có một âm một âm tiết thôi thì là PEEL hoặc là trong trường hợp nếu mà có hai âm trở lên đó, thì cái âm bờ nếu mà nó là dẫn đầu cho cái âm mà có nhấn mạnh đó, thì khi đó âm bờ nó thổi ra nha trong trường hợp này peel là nó thổi ra peel peel còn cái chữ thứ hai là spill spill thì nó không thổi ra nha nó không thổi ra chúng ta đọc là spill dòm như phiên âm xanh xanh của nó là sa trước đúng không rồi pa rồi mấy âm y ngắn rồi mấy là thành ra nó đọc là spill nhưng mà cái âm pa đó khi nó không thổi ra nha nó không thổi ra tại vì trong trường hợp này á mặc dầu cái chữ spill nó chỉ có một âm thôi một âm tiết là spill nhưng mà cái âm pa này không phải dẫn đầu nha mà nó đi sau cái âm sa sa đúng chưa thì nó không bao giờ nó thổi ra hết nha. Nó đọc là spill chứ không phải là sp spill, spill không có thổi ra nha. Papa như ông Paul của mình thôi. Spill. Rồi, còn cái chữ thứ ba là perform. Perform. Thì đó chúng ta thấy chữ này có hai âm là p và form. Và nó nhấn mạnh ở form, âm thứ hai. Thành ra cái âm đầu tiên là p, p. Nó không nhấn mạnh. Chúng ta thấy cái âm bờ đó là nó dẫn đầu cho cái âm tiết là per per đúng chưa đó nó dẫn đầu và cái âm tiết per đó không được nhấn mạnh thành đã âm bà trong trường hợp này không thổi ra nha người mỹ đọc là perform perform chứ không phải là perform perform là không đúng nha họ chỉ đọc là perform perform đó là trình diễn rồi qua cái bộ thứ hai là chúng ta tập trung vô là âm tờ nha. Top, stop, butter. Đó, trong ba cái trường hợp này đó thì cách phát âm âm tờ đó là sao? Top nghĩa là đỉnh, thí dụ là top of the mountain là đỉnh trên đỉnh núi đó. Stop là dừng lại, đó, nó động từ là dừng lại. Còn nếu danh từ nó là một cái trạm dừng hay là một cái nơi dừng hay là một cái sự dừng lại nha. To make a stop tức là dừng lại. Đó. To stop đó là dừng lại. Rồi butter nghĩa là bơ nha. Bơ phô mai này kia đó. Mình ăn đó. Butter. Rồi. Chúng ta dòm vô top phiên âm của nó là sao? Nó là tà. Rồi mấy cái nửa o nửa a đúng rồi, o ngắn đó. Rồi mấy âm p Nó đọc là top top thì cái tờ đó đó nó, nó thổi ra nha còn cái stop thì nó bắt đầu bằng cái gì âm sa đúng chưa rồi nó mới tiếp tục là ta rồi mới cũng o ngắn đó rồi âm bà đó thì nó đọc là stop thì nó khác cái âm top chỉ có cái sờ trước ra đúng không nhưng mà khi đó nó phát âm nó ta nó trở thành khác nha. Ở top thì nó thổi ra giống như là top, top. Giống như top top thời gian vậy đó. Chứ nó không có nói là top, top như top mở này kia đó. Không có. Đó. Top. Thổi ra. Top. Đó, tôi nắm được cái top của anh. Đó. Top. Nhưng mà stop thì nó lại là tờ thôi nha. Tờ. Stop, stop. Đó. Stop. Chứ không có thổi là stop, stop. Không có nha. Còn cái chữ butter butter thì là cái trường hợp này đó chúng ta cũng dòm vô phiên âm của nó cũng là ba ba rồi chưa rồi cái chữ v chống ngược nó đọc nửa á nữa ở nó hợp ba ba rồi mới đến âm tờ rồi biết âm xoa là âm e chống ngược á rồi ra ra đúng chưa nó là gọi butter butter đó là đọc chuẩn theo người anh hay người úc đọc đúng đúng như cái phiên âm IPA nhưng người Mỹ trong trường hợp này là chỉ chở âm tờ đọc thành âm đờ nha. Thành ra họ đọc là border. 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 Chúng ta đã biết trong những cái bài học trước đó là khi mà cái âm tờ này đó nếu mà nó bị kẹp giống như cái bánh sandwich đó nó bị kẹp giữa hai nguyên âm thì người Mỹ thường thường đọc nó thành đờ nha. Ở đây trường hợp chúng ta thấy cái âm V ngược đó tức là đọc nửa á nửa đó là một nguyên âm đúng không rồi sau âm tờ liền đó nó là e chỗ ngược là âm xoa đó thì âm tờ nó kẹp giữa hai nguyên âm đúng chưa thành ra nó đọc là butter the. nếu các bạn muốn đọc butter cũng được có một số người mỹ đọc butter nhưng phần đông nó đọc butter hết đó như vậy là trong cái bộ này chúng ta thấy là có cái âm tờ đó nó phát âm là thành ra ba kiểu khác nhau nha rồi để chúng ta ý thức cái chuyện đó. Rồi, qua cái bộ tiếp theo nữa là chỉ có hai chữ đó, cặp này hai chữ. So và sore. So và sore. So là cái cưa nha, cưa. Và động từ nó cũng là so luôn, là tôi cưa cái gì đó. Còn cái sore, sore là đau nha. Thí dụ như là I have a sore throat. Tôi có cái cổ họng, throat là cái cổ họng. Sore là nó bị đau, tức là tôi bị đau họng, đúng không? I have a sore throat, throat là tôi bị đau họng. Sore còn có nghĩa là nếu danh từ nó là cái vết đau, vết thương nha. Đó. Rồi. Thì là cái này nếu mà phát âm á nó khác nhau chỗ nào? một đằng đó là so so chúng ta giờ như phiên âm sanh sanh của nó bắt đầu bằng âm sa sa đúng không rồi đến o dài hai chấm đó nó đọc là so so rõ ràng mà nó kéo dài thành hai nốt nha nó không đọc là so so ngắn ngủn như việt nam mình nha so đó mình nói là so sánh so so không có mỹ nó cũng giống o o nhưng mà nó dài hơn thành hai nốt nha nó đọc so so đó thường thường đọc như đó so đó chứ nó không đọc là so so không có thì cái so đó nó khác cái đau ở chỗ nào chúng ta dòm vô đau lại cuốn sờ so, sờ so. đòi với lại cái o hai chấm là o dài đó nhưng mà nó tận cùng ở âm r nha thành ra là chúng ta đã biết là cái âm r này nếu mà ở cuối chữ thì nó phát âm thành là ờ ờ trước cái r nó có thêm ờ nữa nha Thành ra cái so này đó là nó thêm cái r ờ nữa. So, so, so. Nó khác cái cưa ở chỗ cái kia là so. Dừng lại. Cái này so, so. Đúng chưa? Nhưng Việt Nam của mình mà đến những cái trường hợp này là mình thác âm Hai chữ cũng y chang. Đúng không? Vết thương cũng đọc là so, so. Đó, Hải Âu đã từng nghe rất nhiều người Việt Nam của mình rồi. So, là cái cưa mình cũng đọc so so kia cũng đọc là so đó vết thương rồi cũng đọc là so luôn thành ra tại vì mình không bao giờ phát âm cái phụ âm ở cuối chữ đó thành ra mình đâu có đọc là so so cái này nó cũng giống như có một lần hải âu nói nó cái chữ more cũng vậy đó là thêm nữa đó cho tôi i want more tôi muốn thêm nữa thì việt nam mình chỉ nói i want more i want more thôi à. là không bao giờ phát âm cái more mình chỉ có phát âm cái nguyên âm thôi thì cái đó không đúng nha người mỹ hồi khi mà ô mỹ nghe, nghe nó sẽ lộn chữ này qua chữ kia rồi cái cặp tiếp theo nữa đó là pie bánh bao và pile pile là một đống một chồng một cọc vậy đó rồi chúng ta dòm vô pie bánh đây là cái loại bánh bánh nó gọi mình gượng dịch là loại bánh bao nha bánh bao đây không hiểu gì giống như hoàn toàn như cái bánh bao của mình bánh bao của mình là một loại pie thôi nói chung pie của nó là những cái loại bánh nhân đúng không bánh ở ngoài nó có cái bọc ở ngoài rồi trong nó nhân nó nhân đủ thứ hết bánh bao thì nhân thịt bánh pate thì nhân cũng nhân thịt mà nó nướng lên rồi bánh kem thì nhân kem ở bên trong rồi bánh nhân mứt nhân táo nhân cái gì đó apple pie gì đó đủ hết đó đó thì nó đều gọi là pie là cái loại bánh mình là bánh hay là bánh bao cũng được anh thì cái này đó là nó phát âm là pi mình về vô phiên âm xanh xanh của nó là pa trước đúng không? Đội cái âm kép là ai ai thành ra nó đọc là pi pi âm pa này có thổi ra đúng chưa? Nó đầu chữ và chỉ có một âm thôi. Pi pi còn cái pile một đống một chồng nó một cọc đó đó thì là cái chữ đó nó cũng là pi đúng không mình thấy phiên âm của nó là cũng pa rồi âm i pi nhưng mà nó lại tận cùng mà âm l nữa thành ra là chúng ta đã biết là cái âm l nếu ở của chữ thì nó thành ra o oh, oh, đúng không trước nó nó có cái chữ o oh, rồi mới l l nhẹ nhẹ đó thành ra nó đọc có pile 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 đó thành ra nó là pi rồi mới o đúng không Pile, pile. ra nó khác cái một cái bánh bao ở chỗ đó đúng không. Thí dụ nói là I want a pie là tôi muốn một cái bánh bao nhưng mà như nhiều, nhiều khi việt nam mình muốn tôi muốn có một cái chồng đó đó một cái cọc đó 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 thì là mình nói là I want a pie là mỹ nó hiểu ra là muốn cái bánh bao nhưng thiệt sự mình muốn nói cái chồng cái cọc ví dụ vô casino đánh bài muốn tôi muốn cái pie đó cái cọc tiền đó cái Đồng tiền chip đó đó, tôi muốn đó, thì mình đọc là pie pie, nó lộ qua bánh bao nha, nó phải đọc là pile, pile, đó, rồi, cặp từ cuối cùng của bài tập ngày hôm nay, beef, beef, thịt bò, và yeah. beep, beep, là cái tiếng beep 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 bíp beep đó. đó, rồi, chúng ta dòm kỹ vô beef thịt bò thì nó làm sao phiên âm của nó là b b đúng không rồi mấy âm y hai chấm là y dài nó đọc là b b rõ ràng nha đó âm của việt nam mình mà nó kéo dài thành hai nốt rồi mới kết thúc bằng âm f ph, ph cho nên nó đọc là beef beef nó không phải là phờ ph như việt nam mà nó chỉ ph, ph. đó nhớ nha nó cũng không phải là beef beef ph, nha mà nó f, tức là cái như âm phờ mà bỏ ra cái nguyên âm là ờ à đó. đó nó chỉ ph, ph, đúng chưa nó đọc là beef beef là thịt bò còn cái chữ thứ hai là beep beep thì nó cũng là cái bà bà trước đúng chưa đồ mấy y hai chấm y dài đó nó đọc là b rồi sau đó là âm phào thành ra nó đọc là beep beep một lần nữa cái âm phào đó ở đây mình đọc là pà, như Việt Nam mình nhưng mà p mà p mà bỏ ra cái nguyên âm ờ à ờ à đó nha nó chỉ là pà, pà, pà. đó chứ không phải là p p đó nó p thì đó nó đọc là beep beep thì đó là cái tiếng mình kêu beep 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 gì đó cái đó đồng hồ báo thức hay cái gì gì đó thì nó kêu nó beep thì đó chúng ta thấy là giữa beef thịt bò và beep là người Mỹ đọc người Anh, người Mỹ đó đọc rất rõ họ nghe với nhau là nghe rõ ràng lắm. Tại vì họ đọc cái bi đầu tiên là sau đó luôn luôn họ đọc cái phụ âm cuối cùng nha. Đọc rất rõ. Thành ra là không thể nào lộ ra là cái thịt bò qua cái tiếng bíp được hết đó. Đó là một đàn là beef và một đàn là beep. Nhưng Việt Nam mình là chuyện khác. Việt Nam mình đó, không nói đi gì gì Những người nhiều nước khác lắm. Ấn Độ rồi nhiều nước khác. Đó là cũng thường hay mắc cái này nhưng mà theo như Hải Âu được biết là người Việt Nam mình bị mắc nhiều nhất. Tại trong cái tiếng Việt Nam của mình là, là, cái cấu trúc là không bao giờ phát âm rõ ràng. Cái nguyên âm mở cuối chữ hết. Thành ra là mình đã theo thói quen đó mình đọc là cái cái nào cũng bíp hết á. Tôi muốn ăn bíp, đúng không? Vô nhà hàng đó tôi muốn ăn bíp. Bíp steak, bíp steak Đó, chứ mình đâu có đọc là beef steak, beef steak. Mình không đọc nha, mình chỉ đọc là bíp, bíp, bíp tắc thôi, đúng không? Cùng lắm, là mình không có lộ qua là bít tắc. Đó, bít tắc nó khó ăn lắm nha. Đó, thì là bíp tắc thôi. Mình đọc là bíp thịt bò, rồi cái tiếng bíp mình cũng đọc là bíp. Thì nó y chang vậy đó, thành ra người Mỹ nghe nó lộ chữ này qua cái kia không hiểu là cái gì hết. Đó. Rồi ok, vậy là hôm nay chúng ta bốn món ăn chơi nha, để luyện âm, để cho chúng ta, ý thức được là cái cách phát âm là mình phải phát âm cái những cái âm cho nó rõ ràng nha thành ra bởi vậy cho nên đó, cái này để cho các bạn càng coi thì càng thấy thì để mình chú trọng vô học những cái phiên âm ipa nha để khi mình biết những cái ipa mà mình phát âm rất là chính xác chuẩn rồi đó thì trong tương lai mua ngàn chữ nó khác nhau Âu Mỹ đó họ nghe với nhau Họ nghe beef bíp Đúng không? Hoặc là họ nghe là peel peel đồ feel là cảm thấy Rồi feel là đổ đầy Thì họ giữa ý dạy ý cắn Họ phát âm rất là rõ Họ nghe với nhau họ biết Nhưng lỗ tai người Việt Nam mình nghe không phân biệt được cái đó Thành ra mình cũng nói là I feel I feel là tôi cảm thấy Rồi I feel I feel là tôi đổ đầy Bình xăng vậy cũng I feel luôn Đó chứ mình đâu Thành ra mình không có đọc được khác nữa Do đó cho nên mình phải ý thức được để coi dùng qua cái IPA và để cách đọc những cái duyên gặp căn bản đó rất là rõ ràng nó khác nhau chỗ nào nha. Rồi ok. Vậy là hôm nay xong cái bài học luyện âm rồi nha. Hẹn các bạn trong kỳ tiếp theo nha.